Đây bán gà đúng không anh? Tìm đứa em là đúng người rồi. Chỗ em là đại lý gà lớn toàn quốc. Ở đây có con gà nào bao sung bao đá không? Có anh. Đâu anh dẫn em đi coi này. Đi đi thôi anh. Rồi rồi, thấy con gà ngay. Rồi anh nhìn con gà này nè. Thấy đỉnh chưa? Bao sung bao đá cho anh luôn. Trời đất ơi, nhìn gà yếu ớt vậy bao sung bao đá vậy? Anh vậy là anh ẩu rồi, anh không biết kìa. Gà tiền tỷ của em á. Nè anh coi nè. Bao nè. Cục đá nè. Dàn cục đá, bao đá cho em nha. Đó. Con gà ăn lá sung. Cái bao nè, bao sung cho em luôn. Đảm bảo tiêu chí của anh luôn. Gà gì vậy đây mà bao sung bao đá vậy? Đúng rồi, gà của em bao sung bao đá rõ ràng. Trời ơi, chết luôn rồi. Trời ơi. Yếu thì mà. Sao mà anh chạy? Đúng rồi anh. Để nó chạy như anh. 30 anh ơi. Mắc quá bớt không? 20.000 được không? Thôi giờ lỡ rồi, thấy anh cũng dễ thương quá. Bớt anh thêm 5.000 nữa, 15.000 anh đi không? Ngon, đi anh. Đợi em xíu nha. Gì anh? Lại ra đây. Ủa, không phải ra này hả? Xe của người ta dựng đó, ta chê rửa hay gì em có biết đâu. Nó thấy đẹp quá, lại đứng. Nên. Xe này sao đi? 15.000 có giá 15.000. 15.000 có giá 15.000. Đi luôn anh. Chơi chơi chơi, hồi nãy có thằng quýnh con rồi chưa? Nào mày, nào quýnh mày. Đi, dẫn tao qua đó rồi, xử nó rồi. Rồi, thấy công chuyện này. Phải hàng này quýnh mày không? Dạ đúng rồi chưa? Thật đúng là hàng này không? Đúng. Hai thằng này nè. Đây đây nè. Hay hả? Hàng bay đợi tao nghe về kêu có nội ra xử hàng mày á. Trời ơi. Nên bán mai đúng không anh? À đúng rồi anh. Anh gặp em là anh đúng rồi á. Ở đây là em bao tất cả loại mai từ bự đến nhỏ. Có cái mai nào đẹp đẹp không giới thiệu tôi với anh? Nè, mấy cây mai của em đây toàn hàng độc lạ, hàng hiếm á. Anh thích cây nào ưng cây nào là em bán giùm cho nó luôn. Anh được không anh? Mấy cây mai này của anh thường có còn cây nào đỉnh hơn nữa không anh? Em có cây bao đỉnh luôn. Nở một quánh năm cho anh luôn, bao sung túc luôn. Anh ơi, một chốt cho anh liền. Có không á? Có. Anh đi rồi. Mày xong rồi. Ủa nó đâu anh? Đấy, anh thấy không? Cái mai này đỉnh không? Lỡ quên 5 phút lỡ trăm luôn. Càng ngày tiền bạc quá trời luôn hả? Đúng không em? Em cái này luôn. Rồi, đất ơi. Cây này bán thì chừng nào mới chừng được? Chừng quên 5 lần em về là chừng, ưng là chừng luôn. Chứ để lộ với anh á, trả giá mà chừng nọ. Cái mai đẹp người ta vậy chia tới chia lui mua đâu? Bán cho anh diễn vừa cái anh á. Trời ơi. Yếu thì mà. Hải Hải, có nhà không mày? Gì chú? Tao có đi ngủ hả? Tao đi ra chợ mua tới dừa khô đi. Chị? Về gan miếng tét tao mày nhậu. Vậy luôn hả? Ừ, có ngủ rồi nè. Rồi, đợi một xíu đi. Nhanh nhanh nha. Rồi. Ôi rồi. Mày xong rồi. A few moments later. Chú Sơn ơi. Gì mày? Nè, mua dừa khô cho ông nè, vô làm đi. Dừa đang khô nè, dừa khô. Trời đất ơi, dừa khô mày đây hả? Đúng rồi. Dừa khô mày vậy rồi sao gan tét? Thì chú kêu mua dừa khô, đây dừa đây khô, dừa khô. Mời đẹp, mời đẹp. Chú kêu mua dừa khô, đây dừa đây khô, dừa khô. Yếu thì mày. Khô dừa của mày nè, đó. Em chơi rượu vô tống nhậu mình luôn đi. Ngon. Để dừa chi khô nhậu mình, ngon của mày nó đây. Yếu thì mà. Đang làm gì chú sao? Tao đang sửa ba bông rồi mày. Ông sửa phá dừa hơi cây của tao màu hồng. Tự nhiên xách cái màu trắng cộng vô ha, vô lý không? Mày có bị ngu không? Vẽ nó liền do đây không? Nó chưa có chín á, nên nó chưa thành màu hồng. Ông cột vô, mới có màu trắng màu hồng được thấy không? Tại đó nó chưa có chín. Hai thằng ngu, cái này là tao ghép. Chín với cột cái đầu hai thằng bay. Biến bớt bao vào một cái. Trời ơi, trời ơi, về trắng. Mày ẩu rồi hả? Mai này có ai mà vô đây? Dạ. Mày biết tao lại không? Dạ nè anh. Tao quản lý khu vực này ở đây nè. Mày vô rồi. Mai đẹp quá, em tính coi, đem về coi không ẩu nữa. Cái thứ tạm kết của mày ăn chạm đến đâu á? Làm gì ăn chạm anh, em chỉ coi không ẩu thôi. Bớt ẩu đi, gần Tết tới nơi rồi, mấy thằng như mày tao nghi lắm. Trời dạ thôi, cho em, cho em tha, tha cho em nha anh, em chưa làm được gì đó. Biết mày! Dạ dạ dạ. Biết! Dạ dạ dạ. Ê, mày la vô đây nấu mày. Mày giống tao đúng không? Giống mày là sao? Mày đứng vô đây chọc mái tao đúng không? Tao mới vụ kia về mày đúng không? Ừ, tao không vụ mày đó, tao vụ mày, tao chủ nhà. Mày cầm mày ăn mày. Mày đúng rồi mà. Ủa, sao ngồi đây chú sao? Tao bị đó kìa.
Nói luôn rồi, luôn gãy tay luôn đó. Gãy tôi. Ơi ơi, không có, không có. Đừng quấn nó mày. Tao té xe. Trời ơi. Ông té xe sao ông nói không rõ, làm tôi quấn người ta nãy giờ á. Tôi làm tôi gọi sửa xe mắc mơ với hai người quấn tôi. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ờ, lúc cả tao té xe tao gãy tay mà. Nói gì rõ. Trời ơi. Yếu thì mà.